William Rosen Burr, sinh năm 1916, mất năm 2002, sáng lập Dunkin' Donuts, chuỗi cửa hàng cà phê và bánh nướng lớn nhất thế giới, với hơn 12.000 nhà hàng ở 36 quốc gia, người tiên phong trong nhượng quyền thương hiệu trên thế giới, quốc tịch Hoa Kỳ. Câu nói nổi tiếng, nhượng quyền thương mại giúp mọi người có thể làm chủ, kinh doanh thành công và hoàn thành giấc mơ Mỹ. Chỉ cho tôi một người không bao giờ phạm sai lầm, và tôi sẽ chỉ cho bạn một người không bao giờ làm bất cứ điều gì.